Người thông minh, rất giỏi tĩnh tại, kiệm lời, đôn hậu. Kính thưa quý vị, chỉ cần một chút thời gian để viết về một người, nhưng lại phải dùng cả đời để học cách làm người. Ba đặc điểm mang lại phúc vận cho một người: gương mặt tĩnh tại, khuôn miệng kiệm lời, trái tim đôn hậu. Có người nói rằng, chỉ cần một chút thời gian để viết về một người, nhưng lại phải dùng cả đời để học cách làm người. Trong nửa đầu cuộc đời, người ta thường so bì nhau bởi xuất thân và tài năng, nhưng trong nửa sau, chúng ta lại dựa vào quốc cách phẩm hạnh và cách xử lý tình huống của nhau để đưa ra nhận xét. Đối với một người, những đặc điểm mang lại phúc vận ẩn chứa trong ba điều sau: gương mặt bình tĩnh. Nhà tâm lý học Rockman cho biết, mức độ bạn làm cho người khác hài lòng quyết định tầm cao của bạn. Trong cuộc sống, rất nhiều người có tính khí cáu gắt, cọc cằn. Họ đi tới đâu thì xung đột xảy ra tới đó. Kiểu bất hòa này không chỉ làm tổn thương người khác mà còn là một loại hao tổn nội lực bản thân không đáng có. Người luôn dùng bạo lực chèn ép người khác có thể chiếm được thế thượng phong trong một thời gian, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ khiến đối phương cảm phục. Trái lại, người có tính tình hòa nhã, thân thiện với mọi người thì trong cuộc sống có gặp khó khăn tới đâu cũng sẽ giải quyết được. Cách đây vài ngày, tôi tới ngân hàng có chút việc. Một bác gái lớn tuổi có lẽ đã đợi khá lâu nên đã tỏ ra cáu gắt và cãi nhau với nhân viên ngân hàng. Bác gái lớn giọng: "Rõ ràng là tôi đến trước, tại sao cô ta lại được làm trước?" Bác gái vừa nói, chân vừa không ngừng giao bước, xông vào văn phòng làm việc của ngân hàng. Nhân viên bảo vệ thấy bác gái đã luống tuổi, ngăn cũng không được mà không cản cũng không xong. Khi nhân viên đang lung túng, không biết phải làm sao, có một vị nữ giám đốc mỉm cười bước tới. Cô mời bà cụ vào khu nghỉ ngơi của văn phòng. Đầu tiên, cô rót cho bà cụ một tách trà và kiên nhẫn giải thích quy trình làm việc của ngân hàng. Từ đầu tới cuối, cô đều luôn mỉm cười, khiêm nhường. Cô dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi sự kích động nóng nảy của bác gái. Ban đầu, bác gái không thèm để ý cô, nhưng sau dần bà cụ cũng đã chịu lắng nghe lời giải thích và vỗ về của nữ giám đốc. Qua một lúc thì cũng tới lượt bà cụ làm thủ tục. Có nữ giám đốc đi cùng, bà cụ đã hoàn thành thủ tục một cách suôn sẻ. Sau khi rời đi, bà còn vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt nữ giám đốc. Những người chứng kiến đều thở dài, nói nữ giám đốc thật tốt tính. Cô ấy cười và nói với mọi người: "Người ta thường nói hòa khí sinh tài lộc. Mọi người lựa chọn ngân hàng của chúng tôi cũng là do duyên phận. Chẳng có chuyện gì mà không thể giải quyết bằng một nụ cười." Hòa khí là một loại tu dưỡng bản thân và cũng là một loại trí tuệ. Khi đối phương đang nóng giận, dùng sự nóng giận để áp chế sự nóng giận không phải là cách hay. Lúc này, điều chúng ta cần làm là giữ sự bình tĩnh nhẹ nhàng. Hòa khí là dùng sự tôn trọng, thiện lương để thấu hiểu, cảm thông cho sự vội vã của mọi người và giải quyết những khó khăn đó của họ. Thắng lợi do hòa khí, thua thiệt bởi nóng nảy. Khuôn miệng kiệm lời. Biết ăn nói là điều có lợi nhất trong cuộc sống. Mọi người thường coi giỏi hùng biện là tiêu chuẩn của giỏi ăn nói, nhưng họ không biết rằng tài hùng biện thường chỉ là biểu hiện khả năng biết ăn nói ở cấp độ thấp. Nắm bắt thời điểm nên im lặng khó hơn thao thao bất tuyệt rất nhiều. Tôi có một cô bạn tên Chi vừa cãi nhau to một trận với chồng. Cô ấy vừa buồn vừa cảm thấy khó hiểu. Cô than thở với bản thân: "Tôi đã hết lòng góp ý cho anh ấy, nghĩ cách khắc phục, nhưng anh ấy không những không cảm kích mà còn cho rằng tôi quá cứng nhắc." Thì ra, gần đây tình hình công việc của chồng Chi không được tốt. Sau khi mà anh đề cập chuyện này với cô liền phân tích nguyên nhân, vừa đưa ra biện pháp khắc phục cho anh. Cô thao thao bất tuyệt, nói liền một lúc hơn tiếng đồng hồ. Kết quả là chồng cô không những không cảm kích, ngược lại,
còn cảm thấy phiền và nói: "Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi." Thấy chị ủ dũng, một người bạn đã chỉ ra vấn đề của cô ấy. Vấn đề của bạn là bạn nói quá nhiều. Trước tình hình công việc không suôn sẻ của chồng, biểu hiện của người vợ dù là thiện ý nhưng lại vô tình cướp mất quyền bày tỏ cảm xúc, nỗi lòng của chồng. Điều mà chồng cô ấy cần lúc đó không phải là đưa ra lời khuyên, mà là sự lắng nghe, thấu hiểu và âm thầm ủng hộ. Mối quan hệ càng thân thiết thì chúng ta lại càng cần phải học cách kiềm chế khi bày tỏ. Tôi từng nghe qua một giai thoại của một diễn viên nổi tiếng. Khi giao tiếp với mọi người, ông không bao giờ nhiều lời mà luôn nhường lời cho người khác nói. Khi bạn bè tụ tập cùng nhau, không thể tránh khỏi việc một số người nói về trải nghiệm, hiểu biết của bản thân. Thay vì dội một gáo nước lạnh cho người khác: "Tưởng cái gì, tôi biết lâu rồi." Thì ông lại đáp: "Cái này tôi không biết, nhất định phải nghe bạn nói mới được." Không bóc trần người khác, không phô trương cường điệu quá mức, mọi thứ sẽ giành được sự tôn trọng của người khác hơn là thể hiện thái quá. Một trái tim thiện lương, nhân hậu. Con người chúng ta thường luôn ngưỡng mộ những người có đầu óc thông minh. Nhưng có một phẩm chất còn đáng quý hơn thông minh, đó chính là lòng tốt. Thông minh là một loại thiên tài, còn tử tế lại là một sự lựa chọn. Người có tấm lòng nhân hậu là những người luôn dốc hết sức mình, giang tay che chở kẻ yếu. Họ luôn cố gắng bản thân là ngọn đèn soi sáng những mảnh đời tối tăm. Tôi từng nghe một câu chuyện thế này. Một công nhân nữ vô tình bị mắc kẹt trong kho lạnh của nhà máy. Không có điện thoại di động, cũng chẳng ai hay biết. Cô đã suýt mất mạng do hạ thân nhiệt. Trong cơn mê man, cô nghe thấy có tiếng người đang gọi tên mình. Cô cố dốc hết sức lực để mà đáp trả tiếng gọi. Cuối cùng, thể lực không chống đỡ được nên cô ấy cứ thế ngất đi. Khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình đã được cứu. Người đó không ai khác, chính là chú bảo vệ của nhà máy. Những người khác hỏi chú bảo vệ tại sao lại để ý tới sự mất tích của cô gái. Chú cười đáp: "Tôi làm việc ở đây đã mấy chục năm rồi. Cô gái này mỗi ngày đều tươi cười chào tôi mỗi khi lên xuống ca. Cô chẳng bao giờ tỏ vẻ hách dịch. Hơn nữa, còn luôn làm giúp ông một số việc vặt trong khả năng của mình." Vào ngày nữ công nhân bị mắc kẹt, bác nhớ rằng buổi sáng cô ấy có chào mình khi tới làm, nhưng khi tan sở lại không thấy bóng dáng đâu. Trong lúc đi tuần tra, tôi tình cờ nghe thấy trong kho lạnh có tiếng động. Vì vậy mới vội vàng tới kiểm tra và cứu được cô ấy. Thay vì nói rằng lòng tốt và tinh thần trách nhiệm của chú bảo vệ đã cứu một mạng người, chi bằng nói rằng cuộc gặp gỡ đồng điệu của hai tâm hồn thiện lương đã ngăn chặn thảm kịch xảy ra. Chỉ có người lương thiện mới luôn ghi nhớ từng lần gặp được thiện ý trong đời. Cũng chỉ có người thiện lương mới biết tích thủy tri ân, dũng truyền tương báo. Haruki Murakami từng nói: "Bạn phải ghi nhớ những người che ô cho bạn trong cơn mưa lớn, những người luôn che chắn bảo vệ bạn, những người âm thầm ôm bạn trong bóng tối, những người làm cho bạn cười, những người khóc cùng bạn và những người nói rằng họ nhớ bạn." Một trái tim thiện lương sẽ khiến cho cuộc sống của bạn trở nên tươi đẹp hơn. Thiện giả thiện lai, những thiện lương mà bạn cho đi, cuối cùng rồi cũng sẽ về bên bạn.